Clip trước mình đã giới thiệu cho các bạn chi nhánh The Little House Homestay có phòng đôi dành cho các bạn đi hai người, cặp đôi ở Mỹ Tho. Người có thể nhấn theo cái mũi tên này để coi lại clip trước nha. Clip này là dành cho các bạn đi nhóm nè. Mình sẽ giới thiệu hai căn nhà nguyên căn, đảm bảo tụ tập là bao vui luôn. Nội thất đầy đủ, có máy nước nóng, TV, Netflix, nguyên dàn bếp hay là có trò chơi. Nói chứ tất cả các phòng, các căn nhà bên The Little House Homestay đều có tất tần tật các tiện nghi. Căn đầu tiên là Signature nằm ngay trung tâm. Bạn có thể đi bộ quanh bờ kè Mỹ Tho ngắm hoàng hôn trên sông Tiền và ngắm cầu Rạch Miễu lúc hoàng hôn. Từ đây đi ra bờ kè lớn chỉ có 5 phút đi bộ. Với kiến trúc mang hơi thở nhẹ nhàng của thiết kế Hàn Quốc, lãng mạn với đường nét mềm mại và nội thất tông be trắng, các bạn có thể cùng bạn bè, gia đình, người yêu nướng thịt ngoài trời, cảm nhận không gian ngôi nhà của riêng bạn ngay trong lòng thành phố Mỹ Tho. Vừa có thể chơi pizza tại nhà, xem ai thua sẽ phải rửa chén. Tổng diện tích là 90m², giá cho thuê sẽ là 900.000 một ngày, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Một điểm cộng là căn số 1 sẽ có một bàn chơi pizza và đặc biệt là có bồn tắm nha. Hồi chị em bạn bè lâu lâu bút một căn cái mình ngồi ăn nhậu ở đây. Nhưng mà có nhược điểm là cái đường vô thì nó chỉ vừa một xe máy thôi. Các bạn biết bún đậu ba miền nằm ở trên đường Trần Hưng Đạo không? Đối diện xéo xéo là dụng cụ y tế An Thịnh, kế bên nó có một đường hẻm nhỏ vừa một chiếc xe máy. Rồi mọi người chạy vô nhìn bên tay trái là thấy rồi nè. Địa chỉ thì mình để đây cho bạn nào cần tìm trên Google Maps. Còn qua căn thứ hai này, diện tích chỉ có 80m² thôi nhưng mà xe 16 chỗ vẫn vô được. Căn số 2 như là viên ngọc lục bảo giữa lòng thành phố. Ở đây có một điểm đặc biệt trái ngược nhau. Ngay trung tâm thành phố như mang lại hương đồng cỏ nội. Ở nhà đối diện là mảng xanh của vườn dừa, cho nên gió lúc nào cũng lạnh mát hơn mùa dừa. Đến đây thì nhịp sống chậm lại, hòa mình với thiên nhiên. Điều trái ngược là chi nhánh này nằm ngay trung tâm, có thể đi bộ đến siêu thị Go, 5 phút đến chợ đêm. Quán ăn thì nhiều, chỉ sợ bạn không thể thưởng thức hết trong một hôm thôi. Ngoài ra thì mình cũng có thể xem phim ở CGV, dạo siêu thị mua đồ về ăn nướng hay lẩu. Có khu trò chơi bên trong siêu thị luôn. Đối với The Little House Homestay thì tất cả hệ thống mọi người sẽ đều check in chiếc ao tự động, không gặp lễ tân, đảm bảo riêng tư tuyệt đối cho cả nhà mình luôn. Cũng có phòng khách, phòng bếp. Chỗ này thì ưu điểm có ban công, chiều chiều xách bình trà ra ngồi nhâm nhi. Đặc biệt căn này sẽ có bãi đậu xe ô tô. Nếu mà đi từ hướng cầu Rạch Miễu tới siêu thị Go thì kế bên cái công ty Huỳnh Hồ Phát này có một cái hẻm chạy vô nha. Chạy tới ngay ngã ba đầu tiên quẹo phải, rồi bo theo cái cua này cứ chạy hoài, nhìn bên tay trái thấy cái nhà có cái cửa màu xanh như thế này là tới rồi. Đây là thông tin liên lạc, mọi người có thể đặt phòng ở Bến Tre hoặc Mỹ Tho đều được. Vậy nha, cảm ơn mọi người đã coi đến cuối clip. Còn bây giờ thì bye bye.